Thưa quý vị, mở ra cơ hội mới cho du lịch Tây Ninh phát triển là mục tiêu chính của Hội nghị Quảng bá xúc tiến thương mại thuộc chuỗi hoạt động của sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2023. Tín hiệu đáng mừng là qua trao đổi với các nhà quản lý, các doanh nghiệp lữ hành, các đơn vị dịch vụ du lịch, cho thấy những cơ hội mới đang dần được mở ra để du lịch tỉnh nhà khẳng định được thương hiệu trên thị trường đầy cạnh tranh khốc liệt này. Là người theo dõi chặt chẽ du lịch của Tây Ninh, ông Hà Chan Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã đưa ra những nhận định về tiềm năng lợi thế của du lịch Tây Ninh. Những cái điểm đến mà trước đây là trung tâm du lịch lớn ấy, thì đang cũng còn nhiều khó khăn. Nhưng Tây Ninh đã vượt lên và 2023 này lại còn nhiều kết quả hơn nữa. Chúng ta thấy số lượng khách của đến với Tây Ninh đã tăng rất nhiều, nhưng mà sản phẩm du lịch của Tây Ninh cũng đã phong phú rất nhiều. Chúng ta nhìn thấy ngoài núi Bà Đen ra thì còn rất nhiều điểm như là Tòa Thánh Cao Đài, Trảng Bàng, Lò Gò Sa Mát, rồi Dương Minh Châu, rất nhiều điểm. Đây cũng chính là những nhận định của lãnh đạo tỉnh nhà khi nhận diện tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh. Sau núi Bà Đen phát triển du lịch tâm linh là căn cứ Trung ương Cục miền Nam phát triển du lịch văn hóa, lịch sử. Kế đến là du lịch tôn giáo, với đạo nội sinh tại tỉnh là đạo Cao Đài. Trung tâm tôn giáo Cao Đài với lối kiến trúc giao thoa giáo lý của ba tôn giáo và cuối cùng là Tây Ninh có hồ thủy nông nhân tạo Hồ Dầu Tiếng lớn nhất Đông Nam Á, được khai thác đa mục tiêu, có tiềm năng về du lịch nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu chính. Tuy nhiên, sản phẩm phải tính bằng các hoạt động trải nghiệm của khách, thời gian khách lưu lại chính là thời gian trải nghiệm các hoạt động không biết chán trong cả ngày và đêm. Mà chúng ta phải xác định là ai, là chúng ta phải hiểu khách hàng. Khách du lịch tâm linh, du lịch về sinh thái, về văn hóa, về những cái nét đặc sắc của Tây Ninh, lấy những cái đó để chúng ta tìm thấy cái phân khúc thị trường của mình. Thứ hai là các cái sản phẩm thì chúng tôi mong rằng là Tây Ninh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như là cơ quan quản lý hiệp hội du lịch của Tây Ninh tiếp tục có những cái đột phá mạnh mẽ nữa để đa dạng hóa cái sản phẩm của chúng ta, làm sao kéo dài được cái thời gian trải nghiệm. Chứ còn xưa nay cái số lượng đến khách đến Tây Ninh rất đông nhưng mà cái thời gian lưu trú là chưa dài. Hiện nay có hai khu mà có thể kết nối với ba cái điểm đến mà có thể kết nối ngay ở đó, rất đó là du lịch về tôn giáo, có các lễ hội của tòa thánh với lối kiến trúc rất là độc đáo. Cái thứ hai là núi Bà Đen, mặc dù là đang xây dựng được 1/3 cái sản phẩm chưa có khu nghỉ dưỡng, sắp tới chúng tôi đang cố gắng làm để đẩy sớm khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi, khu nghỉ dưỡng mang yếu tố tâm linh và nghỉ dưỡng sức khỏe. Với lợi thế là tỉnh có vị trí quan trọng của vùng, tại hội nghị một gợi ý hay để du lịch Tây Ninh phát triển đó là du lịch sự kiện. Tôi thấy là Tây Ninh là cũng rất là có cơ để phát triển về cái du lịch MICE, du lịch sự kiện này. Tại vì cơ như thế nào? Thứ nhất là về cái vị trí địa lý, anh chị là gần đô thị lớn là Sài Gòn 100 cây, Bình Dương lại gần hơn, đúng không ạ? Đây là hai cái thị trường nội địa về du lịch MICE rất lớn. Tây Ninh chưa phát triển du lịch MICE nhưng mà nó đã có cái cốt lõi, có cái chất để hình thành nên du lịch MICE rồi. Người đứng đầu chính quyền tỉnh khẳng định những tiềm năng du lịch của Tây Ninh không chỉ của riêng Tây Ninh mà còn là của vùng và quốc gia. Do đó, việc hợp tác phát triển du lịch này cần sự chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp, đơn vị dịch vụ du lịch. Với việc Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cam kết, Cục sẽ luôn đồng hành cùng với Tây Ninh để tỉnh tỏa sáng mạnh mẽ, phát triển xứng tầm là một điểm đến mang tầm quốc tế. Tin rằng du lịch Tây Ninh sẽ có cơ hội được cất cánh vươn xa.